Tôi chào các bạn học sinh lớp 6 nhé. Trong video này thì chúng ta cũng vẫn học về Unit 7 Television. Nhưng mà các bạn có thể đoán là chúng ta sẽ học vấn đề gì không nhỉ? Vật lý nhé. Chúng ta sẽ học Listening and Speaking là hai kỹ năng nghe và nói đúng không ạ? Let's just get started. Chúng ta bắt đầu nào. So let's practice listening skill. Chúng ta cùng thực hành về kỹ năng nghe này. Listen and pick the correct channel for each program. Hãy nghe và tích cái kênh đúng cho mỗi một chương trình. Thì chúng ta có một cái bảng. Các con cần nghiên cứu thật kỹ các thông tin trên cái bảng này trước khi bắt đầu vào nghe. Chúng ta có tiêu đề cột gồm có program, chương trình đúng không ạ? Channel 1, kênh 1, channel 2, kênh 2, channel 3, kênh 3. Và tiêu đề dòng thì chúng ta có thông tin của chúng ta có các cái chương trình. Music, Green Green Summer, chương trình âm nhạc chúng ta có Mùa Hè Xanh. Cartoon, The Red Spotted Squirrel, hoạt hình chúng ta có chương trình Sóc Đốm Đỏ. Film, The Lonely Giraffe, phim, truyện chúng ta có Con Hươu Cô Độc, đúng không? Con Hươu Cô Đơn. Chương trình Home and Garden, How to Make a Dog House, chương trình Nhà Cửa và Vườn Tược chúng ta có Làm thế nào để làm được một cái chuồng chó. Our World, The Old Town of Inca, thế giới của chúng ta, cái thị trấn cổ Inca. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào nghe nhé. Okay, that's the end of the video. Audio, xin lỗi. That's the end of the audio. Chúng ta hết đoạn băng rồi. Các bạn đã có cái câu trả lời chưa nhỉ? Câu trả lời đây ạ. Okay. Đó, các con cần check câu trả lời và cẩn thận nha. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Listen again and take statements 1 to 5 with true, T for true and F for false. Đề bài này nghĩa là gì đấy? Hãy nghe lại và hãy tích vào cái câu từ 1 đến 5. Tích là true, F tích là T for true và for, tích là T nếu mà đúng và tích là F nếu là sai. Đây, chúng ta có các câu như sau. Thì các con cần nghiên cứu các câu từ 1 đến 5 và nắm được nội dung của nó trước khi chúng ta bắt đầu vào nghe. Okay. Number one, the first program starts at 7:30. Cái chương trình đầu tiên thì bắt đầu vào 7:30. Two, there are two programs starting at the same time. Có hai chương trình bắt đầu vào giờ giống nhau. Three, the red spotted squirrel lasts for 45 minutes. Chương trình sóc đốm đỏ thì kéo dài trong 45 phút. 4. The Lonely Giraffe finishes at 10 o'clock.
cái bộ phim Con Hươu Cô Đơn á, thì kết thúc vào lúc 10 giờ. 5. The old town of Inca is in India. Cái thị trấn cổ Inca thì nằm ở India. India là quốc gia nào nhỉ? Ấn Độ đúng không ạ? Ok, chúng ta cùng bắt đầu vào nghe. Nghe lại nhé. Ok, so that's the end of the audio. Hết hết đoạn băng rồi. Và các con có câu trả lời chưa nhỉ? Đáp án nhé. Cô sẽ show cho các con đáp án ạ. Đó, đây là đáp án của chúng ta. Ok, rồi. Bây giờ cô sẽ show cho các con audio script, chính là lời thoại. Lời thoại của đoạn băng vừa rồi. Cô đọc trước, người ta đã đọc rồi đúng không ạ? Người ta con các con nghe người ta đọc rất là nhiều rồi trong hai bài nghe đúng không ạ? Bây giờ cô chỉ dịch thân tiếng Việt giúp các con thôi ạ. And here are some interesting programs for you. Và đây là một vài chương trình truyền hình thú vị đúng không ạ? Interesting dành cho bạn. The musical, musical là gì nhỉ? Là phim âm nhạc đúng không ạ? Bộ phim âm nhạc Green Green Summer, mùa hè xanh. On channel 1, trên kênh 1. Bắt đầu, starts, bắt đầu. At 8 o'clock. At 8 o'clock là vào lúc mấy giờ nhỉ các con nhỉ? Vào lúc 8 giờ, ok. At the same time, cùng lúc đó. On channel 2, trên kênh 2. Is the red spotted squirrel. Là chương trình sóc đốm đỏ. Home and garden follows. Chương trình nhà cửa và vườn tược theo sau đó. Theo sau đó là chính là trên kênh 2 đó. Ok. Theo sau đó. At 8:25, vào lúc 8:25. Today, hôm nay, you learn how to make a dog a house for your dog. Hôm nay bạn sẽ học cách làm make là làm đúng không ạ? Một cái nhà, một cái chuồng, a house cho con chó của mình, your dog. Channel 3, kênh 3, offers you, mang đến quý vị, mang đến bạn, a touching film, một bộ phim cảm động, touching, có nghĩa là cảm động nhé các con. A friendship, về friendship. Friendship là gì nhỉ? Friend là bạn, vậy friendship là gì? Tình bạn đúng không? The Lonely Giraffe, con hươu cô đơn, phim tên là Con Hươu Cô Đơn. The film starts at 8:30. Bộ phim bắt đầu lúc 8:30. After that, sau đó, you can discover. Quý vị có thể khám phá the famous old town of Inca, cái thị trấn cổ nổi tiếng Inca của Inca ở đâu nhỉ? In Peru, in Peru nhé. Peru là một đất nước á. Okay. However, tuy nhiên,
It comes on quite late. Nó lên sóng, chương trình nó lên sóng khá là muộn. At 10 o'clock, vào lúc 10 giờ. We hope that, chúng tôi hy vọng rằng, you can choose a program for yourself. Quý vị có thể chọn một cái chương trình cho mình. Enjoy, hãy thưởng thức, and have a great time. Và hãy có một khoảng thời gian tuyệt vời nha. Okay. Now, let's practice your speaking skill. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện kỹ năng nói nha. Test 1. Answer the following questions. Đề bài số 1 là chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau. Number 1. Why is television good? Câu này nghĩa là gì nhỉ các bạn nhỉ? Why is television good? Tại sao truyền hình thì lại tốt? Tại sao truyền hình lại tốt nhỉ? Hỏi là why? Why? Tại sao? Thì các con trả lời bắt đầu bằng gì? Because, đúng không ạ? Because, tại vì thế nào kia. Nếu cô là một học sinh lớp 6 mà cô được hỏi câu này thì cô sẽ trả lời như sau. Because it is both entertaining and educational. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Bởi vì nó thì vừa giải trí mà lại vừa mang tính giáo dục, đúng không ạ? Bởi vì nó vừa giải trí truyền hình, vừa giải trí lại vừa giáo dục, mang tính giáo dục. Number 2. What can kids learn from TV? Trẻ con có thể học được cái gì từ truyền hình nhỉ? Từ TV, đúng không ạ? Trẻ con có thể học được gì từ TV? Thì câu trả lời của cô là TV opens up new worlds for children. They learn about different lands and different people. They also learn how to make things by themselves. Truyền hình TV thì mở ra những cái thế giới mới cho trẻ con. Chúng học hỏi về những cái vùng đất khác nhau và những con người khác nhau. Different people, những con người khác nhau. Different lands, những vùng đất khác nhau. They also learn how to make things by themselves. Chúng cũng học cách tự làm các cái việc hoặc là đồ vật. Okay. 3. What part of the body does watching too much TV harm? Câu này nghĩa là gì? Cái bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta, của cơ thể chúng ta watching too much TV là xem TV quá nhiều. Harm là làm hại. Vậy xem TV quá nhiều thì làm hại cái bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta, bộ phận nào của cơ thể chúng ta? Thì cô sẽ trả lời như sau. Watching too much TV harms the eyes. Xem TV nhiều thì làm hại mắt, đúng không ạ? Number 4. What does watching too much TV keep children from? Xem TV nhiều thì ngăn bọn trẻ con không làm gì nhỉ? Ngăn bọn trẻ con làm gì nhỉ? Ngăn cản bọn trẻ con làm gì? Đúng không ạ? Keep, cấu trúc của chúng ta là keep children from, đúng không? Ngăn trở, ngăn cản trẻ con làm gì? Đúng không? Keep children from. Câu trả lời của cô là it keeps children from taking part in outdoor activities. Nó, tức là việc xem TV quá nhiều á, thì ngăn trở trẻ con, ngăn cản trẻ con tham gia. Taking part in là một cụm phrasal verb, một cụm động từ, và nó nghĩa là tham gia. Taking part in outdoor activities là các hoạt động ngoài trời. Outdoor activities, okay. Test 2. Do you agree with the following statements? Bạn có đồng ý với những cái câu ở dưới đây không? Number 1. TV is just for fun, not for study. TV thì chỉ dành để mua vui thôi, đúng không ạ? Không dành để học hành, không phải để học hành. TV chỉ để xem cho vui thôi chứ không phải để học. Thì câu trả lời của cô như sau. I agree that watching TV is so much fun and entertaining. However, I also think that TV is good for study. Actually, there are many TV channels that are educational. For example, Channel VTV7 of Vietnam's national TV stations offers a program called English in a Minute for learning English. Tôi đồng ý rằng là xem TV thì rất là vui và giải trí.
Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng TV thì rất là tốt cho việc học. Sự thật là actually, sự thật là thực sự actually có nhiều kênh truyền hình, many TV channels, có nhiều kênh truyền hình mà mang tính giáo dục educational. For example, ví dụ kênh VTV7 của Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam thì mang tới một cái chương trình gọi là Code, gọi là English in a minute, học tiếng Anh trong 1 phút để học tiếng Anh, đúng không? Dành cho việc học tiếng Anh. Two, the first TV program for children appeared late in 1980s. Cái chương trình TV đầu tiên dành cho trẻ con thì xuất hiện, appeared là xuất hiện, đã xuất hiện, appeared late là muộn vào năm 1980. Thì câu trả lời có như sau. To be honest, I have no information about this statement, so I can't tell you whether I agree or not. Personally, I think it could appear earlier. Thật lòng mà nói, to be honest có nghĩa là thật lòng, đúng không ạ? Thật lòng, thành thật, đúng không ạ? Thật lòng, thành thật mà nói. I have no information, tôi không có thông tin gì. I have no information. Information là thông tin, đúng không ạ? Tôi không có thông tin gì about this statement, về cái câu nói này cả. Vì thế, tôi không thể nói cho bạn biết được là liệu là tôi đồng ý hay là không. Whether I agree or not là liệu là tôi đồng ý hay là không. Personally, cá nhân tôi. Personally là cá nhân tôi. Tôi nghĩ rằng nó đã có thể xuất hiện sớm hơn. Earlier là sớm hơn, đúng không ạ? 3. There are not enough TV programs for children on TV. Không có đủ chương trình truyền hình dành cho trẻ con ở trên TV. Cô sẽ trả lời như sau. I would say that I quite agree with this statement. I myself have a 3-year-old boy and he loves watching TV. However, it is difficult to find programs that are suitable for his age and educational at the same time. Tôi sẽ nói rằng là tôi khá là đồng ý với câu này. Bản thân tôi, myself, bản thân tôi, I myself, tôi, bản thân tôi có một đứa con trai 3 tuổi, 3-year-old boy, và nó rất là thích xem TV. However, tuy nhiên, thật là khó, difficult, là khó đúng không ạ? Để có thể tìm được những cái chương trình, find programs, tìm được những chương trình mà suitable là gì nhỉ? Phù hợp đúng không ạ? Với age, với tuổi của nó, and educational và mang tính giáo dục, đồng thời mang tính giáo dục. Tức là rất là khó tìm được những cái chương trình mà vừa hợp với tuổi của đứa con trai tôi và mang tính giáo dục, cùng lúc lại mang tính giáo dục nữa. Four, it's good to watch TV programs from other countries. Xem các chương trình truyền hình từ các đất quốc gia khác thì tốt. Câu trả lời cô như sau. Personally, I think it depends. I think it depends. Because programs from other nations can be good or bad. There are many films that are both entertaining and educational, but quite many are way too violent. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng nó còn phụ thuộc, nó còn tùy. Depends là tùy. Because programs from other nations, bởi vì các chương trình từ các cái quốc gia khác, nations cũng nghĩa là gì? Quốc gia cũng giống từ country á. Có thể là tốt hay là xấu. Có nhiều phim thì vừa giải trí mà lại vừa mang tính giáo dục. Nhưng mà cũng có khá nhiều phim khác thì way too violent. Way too violent có nghĩa là gì? Quá là bạo lực. Five, staying at home to watch TV is better than going out. Ở nhà xem TV thì tốt hơn là đi ra ngoài. Cô trả lời cô như sau. I totally disagree with this statement. Staying at home to watch TV for long hours is not good for your health because you keep sitting in one place. Going out is much healthy because you can breathe fresh air and get some exercise. Tôi hoàn toàn phản đối cái câu này. Ở nhà mà xem TV nhiều tiếng đồng hồ, nhiều giờ thì không tốt cho sức khỏe của bạn, bởi vì bạn cứ ngồi yên một chỗ suốt, đúng không ạ? Ok, keep sitting là cứ ngồi yên một
in one place, một chỗ. Đi ra ngoài thì khỏe mạnh hơn đúng không? Healthy. Thì rất là healthy. Bởi vì bạn có thể hít thở không khí trong lành, breathe fresh air, là hít thở không khí trong lành, breathe fresh air. Và tập thể dục, get some exercise, tập thể dục một chút, get some exercise. Ok. À, cái từ totally này là gì? Hoàn toàn đúng không ạ? Hoàn toàn. Disagree là phản đối, disagree. Ok. So that's the end of this video. Thank you for watching.